Chào bạn, hôm nay em làm bài tập 6 hiển thị chữ hello chạy từ phải sang trái xuất hiện ở giữa chóp tắt 3 lần, sau đó đếm có vẻ trên Bluetooth sẵn là gồm con một số trăm trăm bay một thạch anh tiếng vô một công tắc tiếng vô chân battery reset 80 đèn led tiếng vào chân bọc C và vào chân ABCDEF cơ một D gắn vào 8 chân nó gắn vào trong 1 2 3 4 5 6 7 8 là 8 cái đèn led liên liền về một bàn có biết không có đây là bài đã viết sẵn cho đỡ tốn thời gian khai báo cái thư viện của nó dùng sum lốc khai báo sum lốc sử dụng 20 m khai báo mẹ bị đoạn đây là không từ 0 đến 9 x 0 đến 9 không 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nè khai báo chữ hello là gồm khai báo chữ hello chạy cho 8 con chó chạy này và chữ hello nằm ở đây em nghĩ tự bên này 8 cái tự chó để chạy khai báo biến ke biến y mã quét giây phút giờ hacker khai báo dữ liệu hiển thị 8 ký tự lần đầu cho test hết vô phần chính viết cái hàm hiển thị là đầu tiên cho ke chạy từ 0 ke chạy từ 0 đến 30 đầu tiên cho mã quét là không biết nghĩa là đầu tiên là cho nó sáng ở hàng ở cái đầu tiên cái dòng đầu cái tự đầu tiên bên đây là không này nó sáng tiếp là cho nó chạy từ 1 đến 7 chân ngoài ra là chân D là mã quét C là dữ liệu hiển thị với tiếng Y chạy từ 1 đến 7 cho đi lấy 4 giây cái này cái mã web này là dịch trái cộng 1 là khi mỗi lần nó dịch trái thì cái đó biến ra thành 0 và cái biến sau đó là 1 mỗi lần dịch trái này 0 1 tăng lên 1 bên phải vô hàm main là đầu tiên nó là chân dữ liệu hoặc là chân quét C là dữ liệu D là chân quét ở vòng lặp đầu tiên cho for chạy từ 0 đến 13 và trong vòng for con là cho chạy từ 0 đến 8 x 0 đến 7 dữ liệu hiển thị ra chữ hello hiển thị ra và trong vòng tiếp là cho for là nháy nháy 3 lần và tiếp là for nháy 3 lần là cho chạy biến một lần for tiếp theo là từ 0 đến 7 là dùng chữ hiển thị hello dịch trái đó là dịch trái đây là hiển thị khi nháy 3 lần là tắt nè này là
để tính số phút, số phút chú giờ dài. À, tiếp tục là cái này là for, đây là tính giờ phút giây. Này đầu tiên cho giờ for tính giờ là cho giờ biến giờ chạy từ 0 đến 59, khi đó phút cũng chạy từ 0 đến 59, giây cũng vậy, và là dữ liệu hiển thị ra khi lấy cái hàm này phần trăm mười. Dữ liệu hiển thị ra ngay chỗ cột thứ sáu. Biến này chia cho chia mười ra phần dư. Cách đây là cho tác cấp một đoạn tương tự như vậy, ta có giờ phút giây. Cái này là go to vùng lập. Là toàn bộ code để cho chạy bên một test này. Hello, chị có phải dịch file thêm trai? Đếm 3 lần. Xong nhảy đếm giờ. Cứ nhảy nó là tăng 5 phút trên giờ. Xong. À, đó là hết.